Ca sĩ Như Ý trở lại Việt Nam sau 10 năm, sắc vóc thế nào ở tuổi U40? Là một trong những giọng ca nổi bật tại hải ngoại, ca sĩ Như Ý vừa có chuyến về thăm Việt Nam sau 10 năm để gặp gỡ khán giả quê nhà cũng như chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp sau nhiều năm tự lập bên trời Tây. Sau 10 năm sang Mỹ sinh sống và hoạt động ca hát, Như Ý vừa quay trở lại Việt Nam gặp gỡ khán giả quê nhà, đồng thời kết nối thêm nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Có mặt trong đêm biểu diễn tại một phòng trà ở TP, Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ vừa giới thiệu ca khúc mới Tình Cũ vừa ra mắt trên kênh YouTube cá nhân. Vừa trải lòng với người hâm mộ về cuộc sống, sự nghiệp nơi xứ sở cờ hoa. Đây cũng là lần tái xuất hiếm hoi của giọng ca sinh năm 1985 tại sân khấu Việt Nam. Trước đó người hâm mộ thường thấy cô hoạt động chủ yếu trên các chương trình âm nhạc hải ngoại và các show diễn trên khắp thế giới. Bằng giọng hát nội lực cùng thần thái biểu diễn cuốn hút, chuyên nghiệp, Như Ý nhanh chóng chiếm được tình cảm của giới mộ điệu và sở hữu cho mình một lượng khán giả nhất định. Nữ ca sĩ cho biết, từ lúc nhỏ còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến năm lớp 11 đi thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động ca hát liên tục cho đến bây giờ chưa có lúc nào ngưng nghỉ. Đối với cô, được hát trên sân khấu vừa là niềm đam mê vừa là một công việc giúp bản thân có được cuộc sống tốt hơn. Dù có không nhận được sự ái mộ cuồng nhiệt như thời mới bước chân vào nghề, quan trọng hơn hết là có những khán giả vẫn luôn dõi theo ủng hộ. Bản thân vẫn có một vị trí, một chỗ đứng để cho mình có động lực tiếp tục theo nghề, giọng ca hải ngoại chia sẻ. Không chỉ sở hữu chất giọng trầm khàn giàu cảm xúc chiếm trọn cảm tình khán giả, Như Ý khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở độ tuổi U40 sắc vóc săn chắc, quyến rũ với những đường cong nóng bỏng. Lợi thế về hình thể nhưng nữ ca sĩ vẫn trung thành với dòng nhạc ballad nhẹ nhàng, tự sự. Những bản nhạc ballad trữ tình vừa khoe khéo giọng hát vừa giúp cô có thể chinh phục phân khúc khán giả độ tuổi 25 cho đến 45 tuổi, những người có nhiều trải nghiệm. Ca sĩ Như Ý trở lại Việt Nam sau 10 năm, sắc vóc rực rỡ ở tuổi U40. Nói về kế hoạch ra mắt kênh YouTube riêng ở thời điểm này dù khá là muộn, tuy nhiên đối với Như Ý lại là một sự khởi đầu cả trong công việc lẫn cuộc sống. Thời gian sắp tới, cô sẽ thường xuyên giới thiệu đến khán giả một sản phẩm âm nhạc đều đặn mỗi tháng. Vẫn sẽ là những ca khúc trữ tình mang phong cách và dấu ấn của mình, bao gồm nhạc ngoại lời Việt và cả những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ trong nước. Bên cạnh sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Như Ý cũng có dịp chia sẻ về cuộc sống 10 năm tự lập nơi đất khách quê người, ở Việt Nam hầu như guồng quay công việc hàng ngày. Khoảng cách mọi người gặp gỡ nhau dễ dàng, công việc cũng nhanh lẹ hơn. Còn bên Mỹ, cuộc sống chậm hơn một chút xíu. Ngoài cuối tuần đi biểu diễn, những ngày còn lại Như Ý dành thời gian cho công việc gia đình, gặp gỡ bạn bè. Không có ekip nên mình tập cho bản thân thói quen tự làm hết tất cả công việc từ make up, làm tóc, trang phục, mỗi năm càng lớn thì mình lại càng trưởng thành hơn trong mọi mặt. Khi được hỏi về chuyện tình cảm hiện tại, Như Ý cho biết cô hiện tại đã trở lại với cuộc sống độc thân. Khoảng thời gian này, giọng ca sinh năm 1985 tập trung 100% cho ca hát cũng như dành thời gian để về Việt Nam nhiều hơn. Tham gia những chương trình, show diễn nghệ thuật cống hiến cho khán giả tại quê nhà. Nữ ca sĩ miệt mài chạy show. Thực sự thì ai cũng mong muốn mình có được một hạnh phúc lâu dài. Nhưng nếu không có hạnh phúc dài lâu đó thì mình vẫn có những niềm vui khác. Đối với Như Ý, niềm vui là vẫn có show ổn định ở Mỹ và cả khi mình về Việt Nam. Mình có những người bạn, có những cơ hội và cuộc gặp gỡ trong tương lai thì đó là điều may mắn. Còn điều mình không may mắn trong tình cảm sẽ giúp bản thân thăng hoa hơn trong bài hát. Có thêm những cảm xúc để thể hiện những bản nhạc tình chắc hơn, Như Ý bộc bạch. Trước khi trở thành một trong những giọng ca nổi bật được yêu thích tại hải ngoại, Như Ý từng bén duyên với ca hát khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2002, cô đoạt giải tư tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh rồi chính thức bước vào con đường nghệ thuật. Năm 2013, cô sang Mỹ định cư và hoạt động chủ yếu tại trung tâm Thúy Nga Paris Binay. Lợi thế về giọng hát trầm ấm, nội lực cùng khả năng trình diễn gợi cảm cuốn hút, Như Ý sở hữu cho mình nhiều bản hit như Vô Cùng, Lãnh Cung, Bội Bạc. Dịp cuối năm 2023, nữ ca sĩ sinh năm 1985 bất ngờ trở về Việt Nam đồng thời ra mắt ca khúc Tình Cũ trên kênh YouTube cá nhân.